Mời các em cùng tìm hiểu bài học thực hành vẽ hình vuông. Qua bài học này thì các em sẽ biết sử dụng thước kẻ và eke để vẽ được một hình vuông khi biết được độ dài của một cạnh cho trước. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vẽ hình vuông có cạnh 3 cm. Ta có thể vẽ như sau. Chúng ta sẽ vẽ đoạn thẳng DC dài 3 cm. Sau đó vẽ đường thẳng vuông góc với DC tại D và C. Trên đường thẳng đó chúng ta sẽ lấy đoạn thẳng DA và 3 cm và đoạn thẳng CB cũng có độ dài là 3 cm. Thực hiện vẽ như cô vừa hướng dẫn. Rồi nối hai điểm A và B lại với nhau, ta sẽ vẽ được hình vuông ABCD. Với cách làm tương tự, các bạn có thể vẽ được những hình vuông khi biết được độ dài của một cạnh cho trước. Vậy thì để khắc sâu hơn kiến thức bài học ngày hôm nay, hãy cùng cô luyện tập thực hành. Bài 1, hãy vẽ hình vuông có cạnh 4 cm, sau đó tính chu vi của hình vuông này. Đầu tiên, chúng ta sẽ vẽ hình như cô đã hướng dẫn. Thì hình chúng ta vẽ được sẽ có độ dài cạnh là 4 cm. Vậy thì chu vi của hình vuông này sẽ bằng 4 là độ dài một cạnh nhân cho 4 theo công thức chúng ta đã được học, thì kết quả chúng ta đã tính ra được là bằng 16, đáp số 16 cm. Bài 3 thì em hãy vẽ hình vuông có cạnh 5 cm. Vậy thì vẽ xong, em hãy kiểm tra đường chéo AC và BD có vuông góc với nhau không và có bằng nhau không. Các bạn hãy thực hiện vẽ hình vuông có cạnh là 5 cm như cô đã hướng dẫn. Sau khi vẽ, các bạn hãy ký hiệu để gọi tên hình vuông đó là ABCD. Đây là hình vuông cô thể hiện nội dung bài toán này. Và đây là hai đường chéo AC và đường chéo BD. Thực hiện kiểm tra bằng thước kẻ hoặc eke, các bạn có thể rút ra được nhận xét hai đường chéo này có vuông góc với nhau. Không những vậy thì hai đường chéo này còn bằng nhau nữa đó. Còn câu B, hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại điểm O. Em hãy cho biết các đoạn AO, BO, CO, DO có bằng nhau không? Vậy thì chúng ta ký hiệu. Vậy thì chúng ta biết được rằng ở đây là điểm O, nơi mà giao nhau của hai đường chéo. Và chúng ta dùng thước kẻ để kiểm tra. Chúng ta rút ra được nhận xét là những đoạn AO, BO, CO và DO có bằng nhau. Vận dụng những kiến thức chúng ta đã được học, hãy cùng cô mở phần mềm iBook để luyện tập thực hành. Trong bài học thực hành vẽ hình vuông, chúng ta hãy cùng nhau thực hiện bài tập đầu tiên. Phần A. 1. A. Vẽ hình vuông ABCD có cạnh 4 cm. Để làm bài, các bạn hãy nhấn vào đây. Với các điểm cắt nhau 1 cm thế này, các bạn sẽ đếm các điểm và nối các điểm với nhau để hoàn thành được bài làm. Nối hai điểm thứ nhất thì mình sẽ được 1 cm, 2 cm, tiếp theo là 3, cuối cùng là 4 cm, có đúng không? Tương tự như vậy, các bạn vẽ thêm 3 đoạn thẳng nữa cũng có độ dài là 4 cm, thì các bạn đã hoàn thành việc vẽ hình vuông ABCD. Sau khi thực hiện vẽ xong, các bạn nhớ kiểm tra xem thử mình đã làm bài đúng chưa. Nếu chưa đúng, có thể nhấn vào nút làm lại để thực hiện tốt hơn, rồi tiếp tục thực hiện phần B. B. Tính chu vi và diện tích hình vuông ABCD. Hãy nhớ lại cách tính chu vi và cách tính diện tích hình vuông. Chu vi của hình vuông thì lấy độ dài một cạnh nhân với 4, còn diện tích là lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó, đúng không? Vậy hãy nhấn vào nút học sinh làm bài. Nhấn chuột vào đây để thực hiện như những gì cô vừa hướng dẫn. Rồi viết đáp số vào những ô trống này và kiểm tra xem thử mình đã thực hiện đúng chưa. Sau đó tiếp tục thực hiện bài 2. 2. Vẽ theo mẫu rồi tô màu hình vuông. Chúng ta đã có hình mẫu. Vậy hãy nhấn vào nút học sinh làm bài. Thực hiện
vẽ hình tròn hay đường thẳng để hoàn thành được một hình vẽ như hình mẫu. Sau đó, các bạn hãy tô màu hình vuông. Cô tin chắc là các bạn sẽ thực hiện rất tốt bài tập này. Làm bài xong, nhớ kiểm tra lại bài làm của mình rồi tiếp tục làm bài 3. Phần A. 3. A. Vẽ hình vuông ABCD có cạnh 5cm, nối đỉnh A với đỉnh C, đỉnh B với đỉnh D. Vậy thì các bạn hãy nhấn vào nút học sinh làm bài, vẽ hình vuông ABCD có cạnh 5cm như chúng ta đã được học. Sau đó quy định là quy đáy góc A, đáy góc B, đáy góc C và đáy góc D. Rồi hãy nối đỉnh A với đỉnh C, đỉnh B với đỉnh D lại với nhau. Làm bài xong, nhớ kiểm tra lại bài làm của mình rồi thực hiện tiếp câu B. B. Kiểm tra rồi viết D đúng, S sai và ô trống. Vậy, hãy nhấn vào nút học sinh làm bài để có thể thực hiện được bài tập này. Hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau đúng hay sai? Hãy sử dụng Eke để kiểm tra hình mình đã vẽ và viết đúng hay sai vào những ô trống này. Tương tự như vậy, các bạn sẽ biết được hai đường chéo AC và BD không vuông nhóc góc với nhau là đúng hay sai. Hai đường chéo AC và BD bằng nhau hay không bằng nhau. Thực hiện xong bài này, nhớ kiểm tra lại mình đã thực hiện tốt bài tập này chưa nhé. Vậy là hôm nay các em lại được học thêm những bài học bổ ích để học tập tốt hơn. Các em hãy luyện tập thực hành nhiều hơn trên phần mềm iCbook nhé. Chào và hẹn gặp lại các em ở những bài học lần sau.